Xin chào mọi người ạ. Hôm nay nhà em có hai con máy khoan hàng nội địa Nhật, điện 100V nhé. Toàn bộ là hàng điện 100V hết ạ. Rồi em quay bật máy lên cho mọi người xem nhá. Đây là con Joybi này. Con dây điện này là điện 100V này, 210W. Hai con này giá là 250k một cái nhá. Nhà em có ship hàng toàn quốc luôn. Hôm nay sale hai con này giá 250k. Bác nào nhanh tay thì liên hệ với em ngay nhá. Số điện thoại của em là 0975275636. Cái con này này nó mất dây của nó rồi thì em nối dây trần phú vào nhá. Con này thì vẫn là dây zin của nó này, 250k một con. Nhà em còn có rất nhiều các máy cầm tay này, bác nào cần thì cứ alo cho em nhá. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng để xem trực tiếp ạ. Địa chỉ cửa hàng nhà em là ở số 67 quốc lộ 1A, cây xăng Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Đây là những máy cầm tay của bên em này, rất là nhiều loại. Nhà em còn có máy đục xích và máy đục vuông. Đây là con máy đục xích kẹp đục khuôn kép 30-35cm đấy ạ. Và đây là đục vuông này, đục vuông 30mm nhá. Bên này là những con đục vuông và đục xích của bên em đấy ạ. Bác nào cần gì thì cứ alo trực tiếp cho em để được tư vấn trực tiếp ạ. Rồi có gì các bác cứ alo cho em nhá. Em chào các bác.